Nhóm thôn nữ miền Tây xin mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Và ngày hôm nay thì con và Cẩm hiện tại đang có mặt tại nhà của bé Kiều Vi, rất là vui mừng và hạnh phúc luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Và khi mà đều đặn mỗi một tháng như vậy thì Mạnh Thường Quân rất là quen thuộc, đó là chú Quỳnh, đều dành một cái tình cảm hết sức là sâu sắc đến tặng cho các bé nha. Và hiện tại thì cũng là tháng 11 của năm 2023 rồi. Và tháng nào thì chú cũng sẽ gửi một cái số tiền để mà gửi cho các bé lo vào cái chi phí là ăn học và sinh hoạt. Bây giờ thì con xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong nhà nha. Dạ, chị mới tới. Bữa nay em thấy lò sấy hình như là có làm hả chị? Có một hai mẻ. Một hai mẻ, cỡ này mẻ này là bên mình hay bên kia chị? Bên kia. Bên kia, cỡ này bán được không chị? Thì có thì cũng 7-8 người. Như vậy ba mẻ lúa với tặng cũng có lợi. Dạ. Rồi từ hồi mà sửa quán lên tới giờ thì mình có bán khách vãng lai được nhiều không chị? Có mà ít. Em thấy mấy chú công trình đồ cũng hay ghé ha. Tại vì chỗ này thì nó cũng có võng nè, rồi nó cũng thoáng mát á. Dạ. Có mấy cây này cũng lắm. Kiếm cây trồng lại. Dạ, mình kiếm cây nhỏ nhỏ mình trồng lên lại cho nó lấy bóng mát lại ha. Mà dạo này sức khỏe chị Kiều ổn không? Tại vì chị cũng đi hoài á. Cả này chị đi tháng rồi chị đi thơ rồi. Dạ. Thì ở dưới Cần Thơ thì họ chẩn đoán là nó có khác gì so với trên này không chị? Thơ thì người ta bác sĩ thì chuyển khoa gì sinh khớp. Dạ. Thấy người ta đi cũng nhóc chân rồi đi theo cái đầu. Rồi đi xuống dưới thì bao lâu rồi chị? Mình đi được bao lâu rồi? Tháng liền lần. Tháng liền lần là mình đi được mấy lần rồi chị? Mới đi tháng rồi, thứ hai là chị nữa. Một lần đi thì người ta để thuốc cho mình là một tháng luôn hay sao? Tháng bảo hiểm có mấy nào? Dạ. Như một chiên là ba thứ rồi. Dạ. Chỉ còn mình muốn ngoài muốn ngoài nhiều tiền lắm không chị? 400 mấy nữa ha. 400 mấy nữa, vậy là một tháng thì chạy ra cũng có chịu tiền thuốc ha. Xe rồi đi. Dạ. Rồi uống ở đó thì chị thấy nó có đỡ không, có thuyên giảm được phần nào không? Cũng đỡ nhức đầu chị, mà lâu lâu thuyên giảm mình sao lâu cũng nhức lại bữa rồi đó rồi nhức đầu. Dạ. Vậy là chủ yếu là điều trị cái phần xương khớp, còn cái nhức đầu thì khi nào mà đau nhiều quá thì mình cũng phải mua thuốc ở ngoài. Ngoài chứ nó cũng không thắng. Dạ. Uống đỡ chừng bữa hai bữa nó hết nhức rồi thôi. Dạ. Bé Vi với lại bé Ti nè, khi mà thấy mẹ bệnh như vậy thì các em ở nhà có phụ mẹ để mà dọn dẹp hay là chăm lo gì không? Ừ. Dạo này là có chuẩn bị thi hay là kiểm tra gì chưa Vi? Vừa kiểm tra giữa kỳ xong rồi. Đề thì có khó lắm không em? Khó nhưng mà em làm được. Tự tin bao nhiêu phần trăm? 50. Sao thấp vậy? Khi nào thì mình có kết quả hả em? Tuần sau. Tuần sau. Vậy là mấy chị đợi tuần sau nha. Còn bé Ti thì sao? Được. Khi nào thì Ti có kết quả? Mới 2 môn thôi, còn bao nhiêu môn nữa? Còn mấy môn em? Không biết nữa, rồi mai em có kiểm tra tiếp không? Rồi học bài xong chưa? Cố gắng lên nha. Còn Tho với lại Kiều Vi thì sao? Vậy là hai em khỏe không? Em khỏe. Khỏe. Hôm trước thì Thảo Vi là bị bệnh nè. Ngày hôm nay là sức khỏe của em đã hồi phục lại chưa? Ngày hôm giờ là em có ăn uống gì được chưa Vi? Không ăn được như bình thường. Rồi có uống thêm sữa hay gì không em? Dạ có. Đó, rồi nay là đi học đồ lại là em thấy có còn mệt nhiều không? Dạ không. Mấy hôm mà nhập viện nghỉ học đó, thì nó có ảnh hưởng như tới bài vở của em không? Dạ có, ảnh hưởng tới kết quả kiểm tra của em. Do là mình không hiểu bài hay sao em? Dạ. Bám bài bạn theo bạn không kịp. Rồi những cái môn đó là mình có mượn tập của bạn hay là em học thêm cái phần đó hay sao? Vậy là phần nào mà chưa hiểu thì hỏi lại bạn ha. Cũng cố gắng lên nha, tại vì kết quả giữa kỳ thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Mình còn cái học kỳ sau nữa. Rồi cố gắng lên, còn Tho thì sao? Em thi giữa kỳ rồi chưa? Rồi kết quả có tốt không em? Em tự tin bao nhiêu phần trăm nè?
50 luôn. Hai bạn chơi chung nhau là tự tin 50% đều luôn ha. Em thấy đề không có khó lắm không? Đó. Làm được, cũng ổn. Ở nhà thì thôi gán ăn uống cho nha, tại vì vậy mà chị thấy em cũng hơi ốm á. Dạ, thì cũng đều đặn. Dạ, cũng đều đặn giống như mỗi tháng đó chị. Thì chú Quỳnh đều gửi về một cái số tiền để mà gửi cho các bé cũng như là cho gia đình của chị Kiều. Thì đây là tháng 11 rồi, em cũng nhận được cái số tiền từ chú gửi về. Và ngày hôm nay thì cũng đến đây để mà hỏi thăm gia đình cũng như là các bé. Sau đó thì em cũng xin phép là gửi lại cái số tiền mà chú đã trao cho gia đình của mình nha. Dạ. Rồi, đầu tiên là Betty. Kiều Vy. Dạ, chị Kiều em gửi. Dạ, 2 triệu. Rồi, đây là của Tho. Rồi, của em đây là cái gì? Dạ. Ngoài ra thì chú ơi, tháng này thì mấy chị em tụi con có nhận thêm được một cái số tiền nữa mà chú gửi về cho một thành viên trong nhóm, đó là bé Cẩm. Thì hôm nay Cẩm cũng có đi cùng với con xin thay mặt chú trao lại cái số tiền này cho Cẩm luôn nha. Rồi, đây là của Cẩm. Con cảm ơn chú Quỳnh rất là nhiều. Thật sự con cũng bất ngờ, không biết tại sao lại được nhận cái món quà này tại cho con nữa. Con rất là yêu thương chú. Con mong chú lúc nào cũng sẽ có thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng gặp được nhiều niềm vui, niềm may mắn trong cuộc sống. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Chú Quỳnh ơi, thì cũng giống như là cái lời dặn của chú, hàng tháng thì chị Kiều đều gửi vào cái số tiền 1 triệu đồng vào sổ tiết kiệm cho Betty. Nhưng mà tháng vừa qua thì hình như là chị Kiều vừa rút cái sổ cũ lại để mà đổi qua thành một cái sổ có kỳ hạn là 1 năm để mà mình nhận lãi, đúng không chị? Dạ, đây là cái sổ sau khi mà đổi đó chú. Cái số tiền của sổ hiện tại là 70 triệu đồng, lãi suất của mỗi năm là 5.5%. Sau đó thì có một cái cuốn sổ là chị Kiều vừa mới nạp của tháng vừa rồi là 1 triệu đồng, giờ là tháng 10 đây. Dạ, em gửi lại chị. Dạ. Đại diện cho nhóm thông nữ miền Tây cũng như là các bé nhỏ, gia đình của chị Kiều cảm ơn chân thành tới Mạnh Thường Quân, đó là chú Quỳnh rất là nhiều. Kính chúc cho chú sẽ có được thật là nhiều sức khỏe nha. Chú thì hãy mau thật là bình phục để mà có thể về thăm chúng cháu nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.